Ngày đầu tiên của cuộc sống huyền bí, mưa xối xả đổ xuống mà người dẫn chương trình Thái Khôn lại ngây ngất trong lòng nữa. À trời, cơn bão hay đến mạnh hơn đi nào. Chẳng bao lâu nữa hẻm núi sẽ bị lũ quét nhấn chìm thôi. Lúc này tôi đã đổ mồ hôi hột cả rồi. Sét liên tục đánh trên bầu trời mù mịt. Cây cối cũng bị thổi bay muốn gãy hết cả ra. Chủ phòng, bạn sợ cái gì chứ? Không phải bạn đã làm nơi trú ẩn rồi hay sao? Nơi trú ẩn đơn giản này căn bản là vô dụng. Cơn mưa này mà kéo dài 1 hoặc 2 giờ, hẻm núi tôi đang ở này rất có thể sẽ xảy ra lũ lụt lớn. Hy vọng cơn mưa này không kéo dài quá lâu. Nói rồi tôi đem ấm đun nước ra bên ngoài nhà để lấy nước, sau đó vào nhà nướng con rắn bắt được. Chủ phòng, lúc này bạn đang ra phải căng thẳng chứ? Sao lại còn có tâm trạng ăn nữa? Tôi cười rồi giải thích, hết cách rồi. Dù sao bên ngoài đang mưa to, hành động mù quáng trong đêm tối còn nguy hiểm hơn nữa. Tốt hơn là ở nhà ăn cho no xây cái đã. Nửa tiếng sau đó, rắn đã được nướng xong, và lúc này cơn mưa này cũng ngừng lại rồi. Thơm quá đê. Mưa cũng tạnh cả rồi. Cảnh vật sau mưa thật tuyệt, tôi sẽ ăn trước, mời mọi người nha. Thái Khôn nhất thời không nói nên lời. Ông trời à, sao lại ngừng mưa rồi? Tôi muốn dùng 10 năm cuộc đời đổi lấy những cơn bão dữ dội hơn. Ông trời, ông có nghe được không? Giây tiếp theo, vô số tia chớp mạnh mẽ liên tục xuất hiện trên bầu trời. Tôi đùa đấy nha, đừng nghiêm túc vậy chứ. Lúc này tôi phản ứng lại, sao lại mưa to lại rồi? Rắc rối thật rồi. Đáng tiếc quá, nơi trú ẩn của tôi vừa được xây dựng giờ sập rồi. Tôi một bên liền nói với khán giả kiến thức khoa học về tia sét, vừa quan sát tình hình mực nước. Mọi người chú ý và hãy cẩn thận chút nhé. Khi mực nước tiếp tục tăng cao, đột nhiên sóng lớn đã ấp đến, toàn bộ hẻm núi bị nước lụt cuốn trôi ngay lập tức. Khán giả lập tức hoảng sợ, chủ phòng không phải xong đời rồi chứ, mau gọi cho đội cứu hộ phát sóng đi. Đây là đất hoang huyền bí, hoang nguyên ngàn dặm không một bóng người, không thể có đội cứu hộ được. May mắn là sau đó, tôi đã nổi lên mặt nước. Trên mặt nước liên tục có gỗ lớn va chạm vào nhau, may mà tôi bắt được một cây gỗ trôi nổi lên trên mặt nước. Lúc này mới có một chút cơ hội nghỉ ngơi. Khán giả lập tức sôi sục, đô ra không sao. Tuyệt vời quá, chủ phòng em yêu anh, cố gắng sống sót nhé. Mặc dù đô ra đã bắt được gỗ khô, nhưng nếu phía sau gặp phải hồng thủy xoáy và dòng chảy ngầm lao tới, hắn đâu thế nào được chứ? Lúc này tôi không có thời gian xem màn hình, mưa lớn trong đêm tối tăm. Tôi chỉ có thể lợi dụng tia chớp mới có thể nhìn rõ một chút phía trước. Nhìn thấy tảng đá phía trước cách 10 mấy mét, tôi lập tức phấn khích. Đặc điểm của lũ quét là đến nhanh lui cũng nhanh. Chỉ cần tôi đến được tảng đá đó, tạm thời sẽ an toàn rồi. Nói rồi tôi lấy một cây gậy làm mái chèo, bắt đầu trôi ngược dòng nước chảy xiết. Khán giả đã lập tức bị sốc. Chủ phòng định chèo thuyền trong dòng nước lũ này sao? Thật là ngu ngốc mà. Trước thảm họa như vậy, con người căn bản không thể đấu lại với thiên nhiên. Tôi thấy đô ra là mất não bà nó rồi. Dùng sức lực chỉ vô ích mà thôi. Nhưng khi tôi liên tục thay đổi vị trí để tránh vòng nước xoáy, và càng ngày càng gần tảng đá trước mặt, lúc này khán giả mới phản ứng lại. Chủ phòng căn bản không hề hoảng sợ, ngược lại, anh ấy rất bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của anh ấy là tảng đá. Chủ phòng cố lên, chỉ còn một chút thôi, chúng tôi tin bạn. Không đúng, chủ phòng làm sao có thể tiếp cận viên đá đó? Với tốc độ trôi giạt hiện tại, gặp phải tảng đá lớn không phải sẽ bị va chạm mạnh sao? Nhưng tôi không hoảng sợ. Ngay khi tôi đến gần tảng đá mục tiêu, tôi dùng gậy gỗ đặt lên trên tảng đá, loại bỏ một phần lực đầy, tìm đúng thời điểm nhảy lên trên tảng đá. Chủ phòng em quạt anh, không ngờ có thể làm được. Tôi phục rồi đó, trong dòng nước lũ còn sống được. Thực sự quá khủng khiếp. Mà lúc này Thái Khôn lại là ngơ ngác rồi. Lũ lụt cũng không thể đối phó với đô ra được. Vậy để tôi vẽ một vòng tròn để nguyên rủa ngươi. Nhớ bấm like và đăng ký cho Gấu Ngốc TV nhé. Bấm nút chuông thông báo để nhận video mới sớm nhất.